Xin chào mọi người, đây là xã Gia Mơ, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai. Đây nó có xứng đáng là một sa mạc. Đường đi cũng rất là khó khăn. Đây là đang đường đi về Campuchia. Khoảng 30 cây nữa thì đến đường quốc lộ 14C. Ui, lắm. Đây, mình sẽ quay cho các bạn biết xã Gia Mơ, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai. Đây là đường 665. Đó, xã Gia Mơ. Đất còn rất là nhiều. Nói anh em nào muốn vào đây thì nói tha hồ đất. Đường đi vắng tanh, không có một bóng người. Và đường đang chuẩn bị quá trình nâng cấp và sửa đổi. Ôi trời ơi, gặp một bóng người ở đây thì đây, anh em có thể thấy cái sự khắc nghiệt của cái thời tiết ở đây. Sự kinh khủng luôn. Anh em mới gặp có người ở đây, mình gặp một cái xe tải mình phải đi theo, sự cảm giác rất là ghê sợ, không biết là như thế nào đâu. Đây, những cái cây mà rừng gần như đã bị cháy rồi, đang sau 6 tháng mùa khô thì gần như rồi, các bạn có thấy không, rất là kinh khủng. Hello, ôi lắm. Bây giờ mình tạm quay nơi thôi, mình phải đi đây cũng kinh lắm.